Còn con ở giữa là con gì ạ? Con này là con gì ạ? Chú ạ. Chú. Bên đây chồng màu luôn ạ. Còn con chim này chim gì lạ quá anh? Chim này chim yến hả? Con màu xanh này nè. Con màu xanh này chim gì ạ? Màu yến. Còn con này đau. Con gì? Buồn đau. Buồn cao. Còn bên đây chú ạ. Sáu đây con cáo à, két bên kia con sáu luôn kìa. Còn con này con gì màu xanh đây là đẹp không? Tước sáu à. Ngay xíu giữa luôn có ba người bán chim luôn. Cái này từ quá rồi hả?